Và các bạn đến tin nhanh 24/7. Bộ đôi Honda Rebel 250 và Rebel 250S Edition 2013 vừa mới ra mắt có một vài thay đổi thú vị. Cái chiếc Honda Rebel 250 2013 đã trải qua một cái cuộc thay đổi dành cho cái năm mới. Cụ thể việc bổ sung màu mới và một cái động cơ đáp ứng được cái tiêu chuẩn khải mới nhất. Đặc biệt là có sự bổ sung khi một phiên bản phụ là Honda Rebel 250S Edition 2023. Sau khi xuất hiện vào hồi tháng 4 năm 2017, cái dòng Rebel 250 đã gây được một tiếng vang rất lớn cho đến tận hôm nay. Trong lần thay đổi mô hình mới vào hồi tháng 3 năm 2020, đèn pha được thay đổi thành công nghệ LED. Đồng hồ đo cũng được thay đổi từ một cái bộ liên hợp chống trượt đã được trang bị ở dạng tiêu chuẩn. Đồng thời Honda Nhật Bản cũng đã vừa bổ sung cho cái mẫu là Rebel 250S Edition 2023 dành cho cái phiên bản mới, trang bị tiêu chuẩn với cái ốp đèn pha, bọc phụ trước và yên xe rất là sang trọng. Cái mẫu xe Honda Rebel 250 và Rebel 250S Edition 2013 đã được công bố lần này đã tuân thủ các quy định về kế hoạch khí thải Reward trong cái năm thứ hai tại Nhật Bản, và nó sẽ tiếp tục được bán ra ở một thời gian sắp tới nữa. Về mặt dung tích và công suất cực đại của khối động cơ Eisenberg làm mát bằng nước trên cái chiếc Rebel 210 và Rebel 210S Edition 2023 là không thay đổi. Vẫn giữ nguyên cái mô men xoắn cực đại là 22 Nm, nhưng số vòng quay được tạo ra thay đổi từ là 7.700 vòng giây phút xuống chỉ còn là 6.500 vòng giây phút, trong khi phần công suất là 26 lực đã ngưỡng vòng tua máy là 9.500 vòng giây phút. Ngoài ra cái tỷ số chuyền thì vẫn được giữ nguyên. Hệ sức chuyên điệu được thay đổi từ 34,1 km trong lít xăng xuống chỉ còn có 33,7 km trong lít xăng. Trong khi kích thước thân xe về mặt cơ bản là như nhau, khoảng sáng gầm đã tối thiểu được thay đổi từ 150mm xuống chỉ còn có 134mm. Điều này có thể là do cái bột giảm thanh đã được sửa đổi để đáp ứng được cái tiêu chuẩn khải mới, với một hình dạng ống xả cũng được thay đổi, trọng lượng tăng thêm 1kg cho phiên bản tiêu chuẩn và bản S. Về mặt màu sắc là cũng được thay đổi mới. Cái chiếc Honda Rebel 250 2023 thì sẽ có 3 màu: xám, đen và trắng. Trong khi cái chiếc Rebel 250S Edition 2023 chỉ có 2 màu: xám titan và màu đỏ. Về mặt giá bán, cái chiếc Honda Rebel 250 2023 cũng được thay đổi mức giá từ con số 599.500 Yên Nhật, tương đương khoảng là 98 triệu đồng đã gồm thuế, sang cái mức giá mới là 610.500 Yên Nhật, tương đương khoảng là gần 100 triệu đồng. Trong khi phiên bản Rebel 250S Edition 2023 đã thay đổi cái mức giá thông thường là 638.000 Yên Nhật, tương đương khoảng 104 triệu Việt Nam đồng đã gồm thuế, sang một cái mức giá mới là 649.000 Yên Nhật, nó tương đương khoảng là 106 triệu đồng, đó là tiền Việt Nam, mức giá cũng bao gồm thuế. Cái hai phiên bản sẽ chính thức phát hành bắt đầu vào cái ngày 22 tháng 12 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.